tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chủ trì phiên họp thứ 2 của Tiểu ban. Phiên họp tập trung thảo luận về đề cương báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030. Nhiệm vụ của tiểu ban là xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội 14 của Đảng. Sản phẩm cuối cùng của tiểu ban là báo cáo được Đại hội 14 của Đảng thông qua với yêu cầu Đảng chấp nhận, nhân dân phấn khởi, quốc tế đánh giá cao, tạo được khí thế phấn khởi, huy động được mọi nguồn lực, sức mạnh để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên, phát triển nhanh và bền vững. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận sôi nổi của các thành viên tiểu ban, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng tiểu ban ghi nhận, đánh giá dự thảo đề cương báo cáo có kết cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và nêu khá nổi bật những vấn đề cốt lõi, cơ bản nêu được những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai chiến lược 10 năm, những kết quả 5 năm thực hiện chiến lược trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức mới vượt dự báo, xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, cơ bản dự báo tình hình thời gian tới để trên cơ sở đó đề ra định hướng, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn tới. Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo, Thủ tướng nêu rõ, việc đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 cần bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ đã được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh đó, cần bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp đột phá nào để tạo ra các động lực mới, xung lực mới cho giai đoạn 2026-2030 nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Thủ tướng lưu ý, cần tìm ra những giải pháp đột phá, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Thủ tướng đề nghị cần phân tích rõ thêm những vấn đề trong giai đoạn 2021-2026 qua những số liệu biết nói, như vấn đề đại dịch COVID-19 và việc khắc phục hậu quả đại dịch, tình hình thế giới phức tạp với nhiều xung đột, chiến tranh ảnh hưởng đến trong nước, kết quả trong phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống cao tốc, việc chuẩn bị nguồn để cải cách tiền lương trong điều kiện khó khăn, đồng thời phân tích các số liệu như quy mô nền kinh tế tăng, giá trị thương hiệu quốc gia tăng, chỉ số phát triển con người tăng, làm tốt công tác an sinh xã hội để thấy được nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Nhấn mạnh nhiệm vụ của tiểu ban là rất nặng nề, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động trí tuệ, sức lực của mọi thành viên cho việc xây dựng đề cương báo cáo. Tin tưởng, với nỗ lực, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần cầu thị, tiểu ban sẽ xây dựng báo cáo với chất lượng cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương giao phó, góp phần vào tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Thưa quý vị, tiếp tục hội nghị đại biểu chuyên trách lần thứ 5, sáng nay các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiều ý kiến đề nghị chưa nên mở rộng đấu giá biển số xe ô tô, đồng thời nếu luật hóa các quy định ở nghị quyết số 73 đã được Quốc hội thông qua thì cần có những đánh giá giải trình kỹ hơn. Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá sau gần một năm thực hiện, nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, khả thi của chính sách. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nếu luật hóa các quy định này tại điều 37 của dự thảo luật thì cần phải đánh giá, giải trình kỹ hơn các tác động của chính sách. Khởi điểm của biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu, mức lấy theo nghị quyết 73. Giá khởi điểm biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của từng thời kỳ, chính phủ quyết định cụ thể mức giá khởi điểm của các loại biển số xe đưa ra đấu giá. Theo ý kiến tôi thì cần có cái cơ sở và căn cứ để việc quy định cái mức giá khởi điểm như vậy ngay trong luật mà dự thảo đưa ra. Tuy nhiên có một điểm mà tôi thấy băn khoăn, đó là cái quy định tại khoản 7 về quyền của người trúng đấu giá, đó là được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế xe gắn với biển số xe đã trúng đấu giá. Tại vì cái chỗ này nó không thống nhất với quy định tại khoản 3 của điều 36 dự thảo luật, đó là quy định biển số xe thì được quản lý theo mã định danh của chủ xe là cá nhân hoặc tổ chức. Do đó thì tôi đề nghị là cần rà soát để đảm bảo tính thống nhất. Về việc mở rộng phạm vi đấu giá sang các phương tiện khác, một số đại biểu cho rằng trong dự thảo luật dự kiến mở rộng việc đấu giá biển số sang cả xe máy. Như vậy phạm vi sẽ rất rộng và cần phải thận trọng cũng như xem xét kỹ lưỡng hơn. Trước mắt nếu mà có
Còn luật hóa thì chỉ luật hóa trong cái phạm vi mà chúng ta đã thí điểm thôi, tức là biển số xe ô tô nền màu trắng chữ màu đen, chưa mở rộng ra đối với các loại xe khác. Là ngay trong luật này nếu mà để cái quy định về đấu giá thì phải sửa cái luật đấu giá mà chúng ta chiều nay sẽ thảo luận, phải có cái quy định sửa, ít nhất là ví dụ như liên quan đến cái vấn đề là tiền đặt trước thì cái luật đấu giá quy định như vậy là nó có vênh với bên cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Và cái dự thảo mà trình ra hội nghị đại biểu chuyên trách, tôi thấy cái dự thảo luật đấu giá cũng chưa xử lý vấn đề này. Liên quan tới quy định điều khiển phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn, đa số ý kiến đồng tình với phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, dù thừa nhận quy định này sẽ tác động nhất định đến một số vấn đề như nét văn hóa của người dân, nguồn thu ngân sách từ rượu bia. Một số đại biểu cũng đề nghị cần thực hiện quy định này trong ít nhất 5 năm nữa để thay đổi thói quen sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân, sau đó tổng kết đánh giá xem có cần quy định ngưỡng hay không. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước để chủ động có biện pháp từ sớm, từ xa nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa hơn nữa cách thức thanh toán. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành quyết định số 05 năm 2024 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, hàng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp tục có thông báo đến các đối tượng được hưởng thụ chính sách hỗ trợ giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, các đối tượng phải hoàn tất hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 để được xem xét. Đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 sau ngày 31 tháng 3 tới thì không áp dụng giảm tiền thuê đất. Trong đó nêu rõ giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền nộp chậm nếu có. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023 thì có khoảng 2.300 người dưới 18 tuổi tử vong và bị thương do tai nạn giao thông, trong đó có khoảng 1.000 trẻ em tử vong. Đáng nói là 80% nhóm này rơi vào độ tuổi từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đa số tự điều khiển phương tiện gây tai nạn. Và tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, thì nhiều đại biểu đã đề nghị quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dưới 50cc, tức là xe máy dưới 50 phân khối hoặc là xe máy điện thì phải có giấy phép lái xe hoặc là chứng chỉ lái xe. Trước thực tế nhu cầu sử dụng phương tiện này tăng cao ở lứa tuổi học sinh thì liệu rằng đề xuất này có khả thi hay không và cần có những điều chỉnh như thế nào để đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông? Và trong chương trình Nhịp sống hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để trao đổi về vấn đề này. Vâng, xin chào ông. Xin chào biên tập viên. Vâng ạ, và trước khi đến với cuộc trao đổi với vị khách mời ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của học sinh, phụ huynh học sinh, các chuyên gia về đề xuất này.
phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Những hành vi này không khó để bắt gặp trên đường của các em học sinh điều khiển phương tiện xe gắn máy dưới 50cc. Chính việc điều khiển phương tiện theo kiểu bản năng và không được huấn luyện bài bản như hiện nay đã dẫn đến rất nhiều vi phạm và nguy hiểm cho các em học sinh. Do đó, nhiều phụ huynh và thậm chí cả các em học sinh đồng tình với việc cần thiết sát hạch đối với người sử dụng xe dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện. Cũng nên tạo điều kiện cho các cháu để các cháu có bằng lái. Khi tham gia giao thông thì có nhiều kiến thức về giao thông cũng như là đảm bảo an toàn trật tự giao thông hơn. Chứ bây giờ không có bằng lái thì đi thì mặc dù tham gia cũng vẫn là xe 50cc nhưng mà không có bằng lái thì các cháu chưa hiểu biết về luật nhiều. Đã lưu thông trên đường thì tôi nghĩ là cần phải nắm bắt rõ luật giao thông và sự an toàn khi lưu thông. Nếu mà được cấp bằng thì chắc chắn là sẽ nắm rõ luật hơn. Tại vì đó cũng là một phương tiện chạy bằng xăng rồi. Và cũng là một cái phương tiện có tốc độ cũng gọi là nhanh rồi. Nếu mà người ta đào tạo trong trường lấy bằng lái thì cháu sẽ học. Nếu mà được đào tạo kỹ hơn thì cháu sẽ có kỹ năng đi đường tốt hơn. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến, phức tạp. Lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm 47,59%. Hệ quả là tai nạn giao thông liên quan đến học sinh điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%. Tôi kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành liên quan xem xét ban hành quy định về việc đào tạo sát hạch đối với các trường hợp sử dụng xe phương tiện gắn máy có dung tích dưới 50 phân khối để đảm bảo mọi người dân khi tham gia giao thông đều được đào tạo sát hạch, có nhận thức đầy đủ về luật an toàn giao thông. Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng sát hạch bằng lái với người điều khiển xe máy dưới 50 phân khối là điều không cần thiết. Tất nhiên nếu như là tổ chức thực thi thì nó sẽ có một cái chồng chéo. Là hiện nay chúng ta đã là đưa cái nội dung phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ vào trong các trường học. Và đã là một trong những cái chương trình đào tạo chính khóa mà do Bộ Giáo dục mà đào tạo đã ban hành. Vâng, thưa ông Khuất Việt Hùng, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì năm 2023 thì có khoảng 2.300 người dưới 18 tuổi tử vong và bị thương do tai nạn giao thông và 80% trong số này thì rơi vào độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Vậy con số này thì nói lên điều gì ạ? Điều này có thể nói rằng là tôi chỉ lấy ví dụ thêm một con số nữa thôi. Cả một nước Thụy Điển, một năm chỉ có 200 người chết vì tai nạn giao thông thôi. Và nếu như chúng ta nhìn vào thống kê của chúng ta là 7,8% số nạn nhân thì nó tương đương khoảng gần 1.000 cháu chết do tai nạn giao thông. Chỉ riêng nhóm trẻ em mà số lượng trẻ em tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam đã nhiều hơn 5 lần so với tất cả nạn nhân tai nạn giao thông ở một quốc gia là Thụy Điển. Và chỉ riêng cái nhóm mà học sinh trung học phổ thông thôi thì nó đã gấp 4 lần so với một cái tổng số nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông của quốc gia. Đây là vấn đề có thể nói là mặc dù là rất nỗ lực, mặc dù con số này đã giảm nhiều so với trước đây, nhưng nó còn quá lớn. Và chúng ta cần phải có trách nhiệm và cần phải có giải pháp hiệu quả mạnh mẽ để giải quyết cái này, để kéo giảm, càng giảm sâu càng tốt cái con số thương vong do tai nạn giao thông nói chung và đặc biệt là tai nạn giao thông của trẻ em và của cái nhóm mà khó khăn nhất. Đấy là nhóm mà các cháu đang ở độ tuổi vị thành niên từ 15 cho đến 18 tuổi. Vâng, đúng là như vậy. Và thông thường các em học sinh khi lên cấp 3 thì mới dùng xe là dưới 50 phân khối. Và khi mà có đủ 18 tuổi thì nhiều em sẽ đổi xe phân khối lớn hơn và phải thi sát hạch lại. Vậy giấy phép lái xe cho loại xe dưới 50cc thông thường chỉ sử dụng trong 3 năm thì liệu có gây lãng phí không ạ thưa ông? Thực tế ở đây thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể quy định cái giống như là chúng ta nâng hạng ấy. Nếu chúng ta quy định là giấy phép lái xe cho xe máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện là hạng A0 chẳng hạn, thì chúng ta chỉ quy định một cái mức độ sát hạch nhất định khi mà nâng hạng. Giống như trường hợp là người lái xe ô tô nâng hạng từ hạng C lên hạng D, từ hạng D lên hạng E. Cái đấy là hiện nay điều này nó là điều hết sức bình thường. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải hiểu rằng 3 năm cũng được, thậm chí ngắn hơn cũng được.
nhưng chúng ta phải có trách nhiệm, cả nhà nước, cả gia đình, cả nhà trường phải có trách nhiệm trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện khi cho chúng ta cho phép con em ta điều khiển cái phương tiện mà có cái độ nguy hiểm cao tham gia giao thông như thế. Vâng, nên chăng là chỉ cần học một số nội dung về luật giao thông đường bộ và văn hóa tham gia giao thông với cấp chứng chỉ hay không ạ? Việc các cháu tham gia giao thông trên đường bộ nó có bớt cái gì đâu. Đường vẫn là đường của người lớn, đèn đỏ vẫn dành cho người lớn. Cái xe máy đấy dưới 50 phân khối thật, nhưng tôi vẫn đi, bạn vẫn đi và các cháu cũng đi. Cho nên tôi cho rằng là không nên phân biệt là bớt hay tôi thì tôi đề nghị là nó phải đầy đủ những yêu cầu. Thứ nhất về yêu cầu phương tiện là đối với loại xe đấy. Thứ hai là những yêu cầu quy định pháp luật với để tham gia giao thông của cái loại xe đấy như thế nào thì chúng ta phải làm cho đầy đủ. Vâng, và hiện nay thì trong nhà trường cũng đã có những tiết học về trật tự an toàn giao thông khi mà lưu thông trên đường. Nếu bắt buộc học sinh phải học để thi, để cấp bằng lái xe thì ông có lo ngại điều này sẽ gây quá tải đối với các cơ sở đào tạo và sát hạch không ạ? Chúng ta đang hiểu rằng là đây là đào tạo đại trà, tất cả các cháu học sinh là phải học cùng cái chương trình này. Không phải cháu nào, gia đình nào cũng có điều kiện mua sắm xe máy hay xe máy điện cho con em mình tham gia giao thông. Chúng ta có một tỷ lệ các cháu đi bộ đến trường, một tỷ lệ các cháu đi xe đạp đến trường, một tỷ lệ các cháu đi xe buýt đến trường, một tỷ lệ là đưa đón, cha mẹ đưa đón. Các cháu phải tự đi bằng phương tiện này, tỷ lệ rất thấp. Tôi nói ví dụ hiện nay chúng ta có khoảng gần 80 triệu mô tô xe máy các loại, thì xe máy điện chỉ có khoảng hơn 2 triệu thôi. Xe máy dưới 50 phân khối tỷ lệ còn ít hơn như thế. Thế cho nên là chúng ta đừng nghĩ là còn ở đây nó là yêu cầu khi pháp luật yêu cầu. Công dân nào, gia đình nào, cháu nào có nhu cầu thì đến trung tâm đăng ký học để học kỹ năng, học kiến thức và sát hạch để có giấy phép. Sau đó các cháu điều khiển phương tiện, kể cả người lớn, nếu người lớn muốn điều khiển phương tiện đấy cũng tham gia như bình đẳng như các cháu. Chúng tôi cho rằng năng lực của các cơ sở đào tạo hiện nay là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mỗi năm chúng ta 3 triệu xe máy tham gia giao thông, trong đó chỉ khoảng 10% là cái nhóm này thôi. Không phải là có vấn đề gì đối với cái cơ sở đào tạo sát hạch hết. Vâng, vậy không biết là ở nước ngoài thì họ quy định về vấn đề này như thế nào và Việt Nam chúng ta đã học được gì từ nước ngoài ạ? Tôi chỉ lấy một cái ví dụ thôi, ở Nhật Bản là đương nhiên là những người mà điều khiển phương tiện này là phải có giấy phép lái xe. Đấy, và lý do tại sao ví dụ như Honda chẳng hạn, họ không sản xuất cái loại xe máy dưới 50 phân khối bán cho thị trường Việt Nam. Lý do tại sao? Bởi vì cái ở Việt Nam chúng ta không quy định giấy phép lái xe và đối với họ rằng nếu như thế thì quá nguy hiểm. Cho nên họ không muốn bán một cái nguy cơ cho thị trường Việt Nam. Cho nên ở đây thực tế là chúng ta thấy Honda họ bán ở Việt Nam này, họ toàn bán những xe 70 phân khối trở lên đấy chứ. Họ có bán, họ có sản xuất đâu. Trong khi đó sản xuất cái xe đó còn dễ hơn là sản xuất những cái xe hiện nay. Rẻ hơn những cái xe mà phân khối lớn đúng không nhỉ? Nhưng họ không sản xuất bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quy định là không cấp giấy phép. Họ sợ rằng nếu sản xuất bán ra thì con em ta nếu nhỡ đi bị tai nạn giao thông, mà trong khi đó nước họ thì quy định, mà nước ta không quy định, họ cho rằng đấy là không bình đẳng về cái quyền tham gia giao thông, quyền an toàn giao thông của con người, chứ họ không sản xuất, không bán ở Việt Nam. Vâng. Song song với luật hóa quy định này thì theo ông, để ngăn tai nạn giao thông liên quan đến độ tuổi trên thì chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nào khác ạ? Trước tiên thì tôi cho rằng là việc cái tuyên truyền, giáo dục thì đương nhiên. Và tôi nói thật như này, hôm nay tôi vừa mới cùng với chị Thứ trưởng Bộ Giáo dục chủ trì cái đổi mới về cái giáo dục an toàn giao thông ở trong đối với nhóm mà học sinh trung học phổ thông này. Thứ nhất hiện nay tôi cho rằng là về mặt quy định trách nhiệm, chúng ta bây giờ phải cá nhân hóa trách nhiệm. Giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục và hiệu trưởng hay ông hiệu trưởng của cái trường trung học phổ thông chịu trách nhiệm, giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm. Ký cam kết giữa gia đình và nhà trường thì giáo viên chủ nhiệm phải ký xong thì phải kiểm tra xem gia đình có thực hiện hay không. Hôm nay trong hội nghị có một đồng chí phó phòng cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng có nói rằng từ khi tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tỷ lệ vi phạm giảm hẳn. Trước đây tháng 1, tháng 2 là tháng nào Hải Phòng cũng có 11, 12 vụ tai nạn giao thông trong cái nhóm độ tuổi này. Tháng 3 làm nghiêm cái còn có 3 vụ thôi. Cho nên là trước đây thì vi phạm kiểm tra 35 cơ sở thì 27 cơ sở trông giữ xe là vi phạm là trông giữ xe phân khối lớn rồi xe không có biển số. Sau này bây giờ là kiểm tra xong hết, không vi phạm nữa,
thì tôi nói rằng bên cạnh cái việc là tuyên truyền giáo dục, chúng ta phải xử phạt nghiêm, xử phạt những đối tượng đúng quy định pháp luật, những kể cả đối tượng là học sinh nhưng đủ tuổi chịu chế tài hành chính, và xử phạt những người giao xe cho các cháu mà khi các cháu chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Làm nghiêm như thế thì chắc chắn là sẽ không còn vi phạm nữa. Một điều nữa, giáo dục trẻ em thì người lớn phải làm gương, cha mẹ làm gương, thầy cô làm gương, những người như chúng ta, như tôi, như chị, chúng ta phải làm gương về thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vâng, rất cảm ơn ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chia sẻ rất là kỹ lưỡng về vấn đề này. Vâng, thưa quý vị khán giả, đối với việc điều khiển xe gắn máy thì các em chạy xe mà không nắm được luật lệ và yêu cầu thì rất dễ dẫn đến vi phạm. Đó là chưa kể chạy xe thì đòi hỏi những kỹ năng hết sức thực tế để xử lý các tình huống phát sinh trong suốt đoạn đường. Do đó cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho các em khi lưu thông trên đường. Mua xe và giao xe cho con được xem là giải pháp tình thế đối với nhiều gia đình khi không thể sắp xếp được thời gian đưa đón. Tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến nhiều hệ lụy. Ở tuổi vị thành niên, các em chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, cũng chưa được học luật và cấp chứng nhận giấy phép lái xe. Em tự biết đi, em đi xe điện xong rồi em biết đi xe máy. Biết đi trên đường bình thường thôi, chứ mấy việc như kiểu kiểm soát tốc độ hay là kiểu mấy như là luật như mấy cái xe khác thì chưa. Hiện nay, đa phần các em học sinh đều tự điều khiển xe máy phân khối nhỏ hay xe đạp điện đến trường. Phần lớn phụ huynh vô tư giao xe cho con em mình mà không cần biết các em ngoài đường đi như thế nào, có đủ kỹ năng để lưu thông an toàn trên đường hay không. Thậm chí còn có đội mũ bảo hiểm hay không cũng không được quan tâm. Ý thức của các con là chưa có, và cái thai bằng lái tất cả mọi cái là hoàn toàn là không có. Mà để cho con sử dụng cái xe kể cả phân phối to hay nhỏ hay ít thì theo tôi là cá nhân tôi là không cho con đi xe. Và mình trực tiếp mình đón con, đưa đón con đi là an toàn nhất. Các trường học cũng linh hoạt với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Song điều đó cũng chỉ như muối bỏ bể. Phần lớn việc hạn chế vi phạm vẫn phụ thuộc vào sự tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt của lực lượng chức năng. Trước khi giao phương tiện cho con em mình, phụ huynh cần phải trang bị cho con em tất cả các biện pháp di chuyển an toàn nhất có thể. Thậm chí là phụ huynh còn phải kèm cặp con em mình, đi cùng con em mình trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng con em mình đã nắm được hết tất cả các cái quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Với chủ đề chuyển động cùng những trải nghiệm thú vị, triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2024 hôm qua 26 tháng 3 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Impact Thái Lan. Thương hiệu xe điện Việt Nam VinFast Auto đã lần đầu có mặt tại triển lãm với sự kiện ra mắt ấn tượng. Phản ánh của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan. Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok lần thứ 45 đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ kể từ sau đại dịch COVID-19 khi có tới 49 thương hiệu, gồm 35 thương hiệu ô tô và 12 thương hiệu xe máy tham dự trong khuôn viên rộng 76.000 m². Hầu hết các thương hiệu xe nổi tiếng thế giới như BMW, Volvo, Mercedes, Toyota đều góp mặt tại sự kiện với những mẫu xe mới nhất, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến theo trào lưu sống xanh và giảm phát thải. Đến với triển lãm năm nay, VinFast lần đầu tiên giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh tại khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là mẫu bán tải điện ý tưởng VF Win từng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm điện tử tiêu dùng ở Mỹ. Thái Lan có thị trường xe điện dẫn đầu trong khu vực với tốc độ phát triển rất nhanh. Chúng tôi tin tưởng rằng xe điện của VinFast với sự kết hợp hoàn hảo giữa tính bền vững, giá cả phải chăng và chất lượng vượt trội sẽ tạo được tiếng vang sâu sắc đối với người tiêu dùng Thái Lan. Triển lãm Bangkok International Motor Show thì là một trong những triển lãm hết sức uy tín trên thế giới và của châu Á nói chung. Vì vậy thì cái việc mà VinFast lần đầu tiên tham dự cái triển lãm này thì nó cho thấy đánh dấu một cái bước phát triển nhất định của VinFast nói chung và cũng như là của ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng. Tôi cho rằng cơ hội để VinFast có thể phát triển tại thị trường Thái Lan tùy thuộc vào các yếu tố chính là giá thành, chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi. Nếu đảm bảo được những yếu tố này, xe ô tô VinFast chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến đường của Thái Lan. Thái Lan là thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á với nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ.
Nắm bắt cơ hội từ làn sóng chuyển đổi nhanh chóng này, VinFast đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Thái Lan và củng cố vị thế nhà sản xuất tiên phong trong chiến lược phát triển giao thông xanh và bền vững trên phạm vi toàn cầu. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 4, triển lãm ô tô Bangkok 2024 sẽ mở cửa để người dân Thái Lan và du khách đến tham quan, tìm hiểu và có thể mua sắm ngay tại triển lãm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Một chiếc tàu chở hàng rạng sáng ngày 26 tháng 3 theo giờ Mỹ đã đâm sập một chiếc cầu ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, Mỹ, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống nước trong thời tiết giá lạnh. Chiếc tàu container đã đâm vào một trong những cột trụ của cầu Francis Scott Key, một cầu lớn ở thành phố Baltimore, và khiến chiếc cầu bị gãy làm nhiều đoạn và rơi xuống sông, kéo theo nhiều phương tiện. Hai người đã được giải cứu dưới nước và các lực lượng cứu hộ bao gồm thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm ít nhất 7 người khác đang mất tích dưới nước trong thời tiết giá lạnh. Việc cầu Francis Scott Key bị sập sẽ khiến giao thông gián đoạn tại một trong những khu thương mại lớn của Mỹ đối với việc vận chuyển ô tô, container và hàng hóa quốc tế. Cảng Baltimore năm ngoái đứng đầu ở Mỹ với việc vận chuyển ô tô và xe tải nhỏ. Đây cũng là cảng hàng đầu về việc vận chuyển máy móc nông nghiệp và xây dựng và là cảng lớn thứ hai trong việc xuất khẩu than. Brazil và Pháp hôm qua 26 tháng 3 đã khởi động một chương trình đầu tư để bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon trị giá 1 tỷ euro lấy từ quỹ công tư trong 4 năm tới. Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Brazil. Trong chuyến thăm tới Brazil, Tổng thống Pháp đã hạ cánh xuống Belém gần cửa sông Amazon và được Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tiếp đón. Hai nhà lãnh đạo đã đi thuyền trên sông đến thăm dự án phát triển bền vững về sản xuất sô-cô-la trên một hòn đảo gần Belém và gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương. Hôm nay tôi rất vui vì Tổng thống Lula da Silva đã dẫn dắt một chính phủ liên bang biến việc bảo vệ Amazon, sự phát triển nền kinh tế sinh học và tương lai của người dân bản địa thành một mục tiêu, không chỉ đơn giản là đáp lại nguyện vọng của phần còn lại của thế giới, mà đến từ chính sự ủng hộ và tán thành của chính phủ liên bang. Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Pháp đã trao cho nhà vận động môi trường Rani Metuktai, thủ lĩnh tộc người Kayapo, huân chương bắt đầu bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp vì những đóng góp trong cuộc chiến bảo vệ rừng nhiệt đới và các quyền của người bản địa. Phần cuối chương trình như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 28 tháng 3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Sau đây sẽ là chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.